Kính thưa Hòa Thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa chư vị tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư vị tôn đức lãnh đạo Ban Văn hóa Trung ương. Kính thưa quý vị nổi tiếng và những người đang hướng tới sự nổi tiếng. Tôi phải thưa thế bởi vì xin thưa quý vị, những người dẫn chương trình và những người điều hành chương trình trên khắp thế gian này từ xưa cho tới nay đều là những người xuất chúng nổi tiếng. Chúng ta dự lớp tập huấn 3 ngày và hôm nay có hội thảo về nghệ thuật trở thành người nổi tiếng. Tôi có thưa như thế, chắc không quá, quý vị hoan hỷ cho. Kính thưa quý vị, nghe Hòa Thượng Phó Chủ tịch phát biểu và nghe Thượng tọa Minh Nhẫn phát biểu, tất cả những điều hai ngài đã nói, có lẽ tôi có nhắc lại cũng không có được phần nào hay hơn, đầy đủ và đúng hơn như thế. Chính vì thế, cho nên trong phát biểu của tôi chỉ xin bày tỏ điều đầu tiên là tôi được đến nghe, học và được tiếp thu những điều hết sức bổ ích và lý thú. Sau gần 40 năm công tác chuẩn bị kết thúc sự nghiệp của mình thì hôm nay mới được học. Tiếc là học hơi muộn. Bởi xin thưa quý vị, làm công tác quản lý nhà nước về Phật giáo đã gần 25 năm. Nhưng chưa bao giờ được dự và nghe một lớp tập huấn bổ ích và lý thú như thế này. Nếu trong cuộc đời để chuẩn bị đứng lên nói với mọi người mà ai cũng được nghe điều Hòa Thượng Thích Khế Chơn nói, ai cũng lĩnh hội được tư tưởng Thầy Minh Nhẫn nói, chắc chắn việc nói, việc diễn thuyết, việc trình bày, việc thể hiện sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiếc là tôi đã hơi chậm. Tuy nhiên chậm còn hơn không, bởi tôi còn thời gian để nói lại cho một số học trò mà tôi lên lớp, nói lại chính cho con, cho cháu mình và nói cho hàng xóm biết tôi có một buổi được nghe như thế này và tôi đã thay đổi cách nói, lời nói và cả chất lượng nói của tôi, được không ạ? Tôi không còn nhiều thời gian và cơ hội để nói trước những hội thảo lớn, trước những hoạt động Phật sự quan trọng thế này. Bởi về nguyên tắc, ai cũng đến tuổi được hưởng hạnh phúc của mình, đó là nghỉ ngơi sau một thời gian lao động. Tôi sắp tới tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, chính vì sự sắp đó mà trong hội thảo hôm nay trở thành hết sức có ý nghĩa. Khi tôi được phát biểu một hội thảo khoa học bàn về nghệ thuật dẫn chương trình, bàn về những kỹ thuật dẫn chương trình đối với Phật giáo hết sức có ý nghĩa và quan trọng, bởi Phật giáo bản chất chính là hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh. Hoằng dương tư tưởng của Đức Phật để giúp cho cuộc đời này lợi lạc, để mỗi người trong xã hội xây dựng cuộc sống an lành và cả xã hội hòa bình an lành. Mà để hoằng dương được tư tưởng của Đức Phật thì người dẫn chương trình, người điều hành chương trình có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng. Trong lúc chúng ta đang hội thảo, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký cùng chư vị tôn đức giáo phẩm đến dự cùng với chúng ta.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực, Hòa Thượng Thường tọa Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư vị tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự đã tới dự buổi hội thảo khoa học của Ban Văn hóa Trung ương. Trong lúc em đang phát biểu, quý Hòa Thượng và Thượng tọa tới xin phép được tiếp tục chương trình của mình. Xin kính thưa quý vị, nói tới người dẫn chương trình trong các hoạt động Phật giáo, có thể nói đó là một đặc thù riêng. Tôi có thưa với Thượng tọa Minh Nhẫn một cái điều hết sức tế nhị thế này: con chim cất tiếng hót, người ta biết ngay đó là bài ca của con chim. Con gà cất tiếng gáy, người ta biết ngay đó là lời chào buổi sáng của con gà. Đài bật tiếng loa, người ta đó biết đó một ngày mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một câu niệm Phật của Phật giáo, người ta biết đó là chương trình của Phật giáo. Mỗi một tôn giáo có đặc trưng riêng, mỗi một ngôn ngữ trong đời sống xã hội có đặc trưng riêng, nhưng ngôn ngữ của Phật giáo là đẹp nhất, bởi đó khởi đầu cho tư tưởng của Đức Phật. Tuy nhiên, xin thưa quý vị, vì lời nói của người sắp nghỉ hưu, cho nên không ai có thể nói giống được. Bởi vì biết như thế rất nhiều người, nhưng họ không nói. Hiểu như thế càng nhiều người, nhưng họ không nói. Còn tôi thì tôi nói bởi tôi hết cơ hội rồi. Thế thì xin thưa thế này, trong chương trình dẫn của người dẫn chương trình Phật giáo từ trước cho tới nay đóng vai trò quan trọng như thầy Minh Nhẫn đã nói. Ngày nay vẫn quan trọng, vẫn hấp dẫn, nhưng có điều ngày nay vì sự phát triển của ngôn ngữ học, sự phát triển của các phương tiện kỹ thuật, đặc biệt là phương tiện nghe nhìn, cho nên một số người dẫn chương trình đã lạm dụng điều đó, cũng giống hệt như tôi bây giờ đang lạm dụng để lên sóng của chương trình thầy Minh Nhẫn. Rất nhiều người giới thiệu hay, nói giỏi, nhưng nhiều khi giới thiệu vượt quá cái đúng của mình, nói dài quá. Hai là trong phần giới thiệu, nhiều khi giới thiệu đúng mà thừa. Bởi vì một chương trình có hạn về mặt thời gian và một chương trình rất cần những nội dung thiết thực, thì nhiều khi người dẫn chương trình bằng bài viết quá dài, bằng lời nói quá dài, làm cho phần dẫn chương trình hình như át mất cả nội dung chính. Cái đó nên rút kinh nghiệm. Phần giới thiệu cũng xin thưa thật, có rất nhiều những giới thiệu của chúng ta thể hiện sự trân trọng, trân quý đối với các bậc tôn túc, với đồng đạo và với cả quan khách dự hội nghị hoặc các hoạt động Phật giáo. Nhưng trong phần giới thiệu, đôi chỗ tôi đã được các bác lớn tuổi rỉ tai. Có lẽ các bác không hỏi ai mà hỏi tôi là vụ trưởng Phật giáo, sao trong Phật giáo lại dùng ngôn ngữ? Tôi hỏi ngôn ngữ gì thưa bác? Bác nói là dùng với bậc tôn túc, những người đồng đạo, thì những người dẫn chương trình đều nói chúng con trân trọng giới thiệu. Nhưng đến khi giới thiệu hết, chư tôn đức tăng ni chuyển sang lãnh đạo chính quyền thì dùng một từ chúng tôi, mà chúng tôi không phải là từ nhẹ. Nếu chúng tôi tình cảm thì rất là nhẹ nhàng, nhưng chúng tôi có vẻ người giới thiệu đang là Phật giáo, đang là người dẫn chương trình đại diện cho Phật giáo, cho nên cao hơn hẳn người giới thiệu một bậc, bằng từ chúng tôi có vẻ hơi hách. Không phải một lần có bác rỉ tai, mà nhiều lần.
Tôi không dám bình luận gì, nhưng tôi nghĩ đó có lẽ chưa phải là sự khéo. Tại sao trong giới thiệu không dùng tính từ chung nhất ban tổ chức? Hoặc nếu không đã trót dùng từ chúng con thì từ đầu cho tới cuối bất cứ lúc nào vẫn dùng từ chúng con được. Một hòa thượng bây giờ đã về với cõi Phật rồi, lúc ngài được cấp giấy thông hành về cõi Phật, ngài đã 103 tuổi. Lúc biết ngài, ngài cũng đã ngoài 80. Thế mà với chúng tôi, những người làm quản lý Phật giáo, bao giờ gặp ngài, ngài cũng chắp tay: thưa ông, hỏi ngài khỏe không, ngài vẫn nói: con khỏe thưa ông. Đó là một bậc đại sư nổi tiếng, Hòa Thượng Thích Thanh Bích. Ngài không hề dùng một từ tôi nào với xã hội, mà ngài vẫn được Phật cho thọ mạng trên dương gian tới 103 tuổi. Chết ngài được Phật rước về bên Phật. Ngài có thiệt thòi đâu. Mà sao bây giờ một câu giới thiệu trên diễn đàn mà chúng ta tiếc một từ chúng con với những người đang muốn theo Phật về hạnh khiêm cung? Đó là câu nhiều bác lãnh đạo nói nhỏ vào tai tôi, chúng ta phải suy nghĩ, có đúng không ạ? Tôi muốn nói câu đó là vì nhiều năm làm Phật giáo, tôi được nghe, tôi thấy hình như có cái gì đó mà tôi không dám hỏi, không dám nói. Hôm nay, tại buổi hôm nay, thưa thế để cùng chia sẻ. Điều thứ ba, trong chương trình, trong dẫn chương trình Phật giáo, rất nhiều thầy nói hay, rất nhiều bác cư sĩ nói hay. Nhưng nếu chỉ lạm dụng một chút thì đúng như thầy Minh Nhẫn nói, từ hay sẽ chuyển sang dở. Mà lạm dụng đặc biệt, đó là lời ái ngữ. Với các bậc tôn đức, chúng con lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe lời pháp nhũ rất quý hóa. Nhiều bác lãnh đạo, từ phó thủ tướng tới các bác bí thư tỉnh ủy, nói xong nhiều người cũng chỉ nói một câu cảm ơn rất bình thường. Hai khoảng cách đó khác xa nhau lắm. Ban đạo từ của chư tôn đức giáo phẩm đúng là lời pháp nhũ trong Phật giáo, dành cho Phật giáo và những người hướng theo Phật giáo, rất quý. Những phát biểu của các bác lãnh đạo cũng là lời của chính quyền. Nếu có, không bình luận được, không nói được thay, giống như đối với chư tôn đức ban đạo từ, thì cũng có thể nói một vài tính từ cho hay, cho đẹp. Trong khi các bác lãnh đạo nói xong, người ta tâm huyết viết, nghĩ và đọc, đúng như thầy Minh Nhẫn nói, người dạy học, dẫn chương trình của các chương trình ngoài đời có thể biết nhiều thứ, ngôn ngữ rất giỏi, nhưng vào Phật giáo cực khó. Thì người lãnh đạo, người ta đã tâm huyết viết một bài phát biểu, cũng phải trăn trở chọn chữ, chọn từ, dùng câu. Nhưng đọc xong, nói một câu cảm ơn hết. Trong khi thầy của mình nói trước thì là lắng lòng thanh tịnh, nghe những lời pháp nhũ vân vân. Đang từ cái rất cao rất hay xuống cái bác lãnh đạo cái lại ngang bằng rất thấp, như thấp hơn cả người đứng nói. Cái đó là cái rất cần phải rút kinh nghiệm trong dẫn chương trình Phật giáo, để làm sao người ta thấy
mỗi lời nói của mình vừa là người dẫn chương trình nhưng vừa là một sự động viên và đánh giá đúng mức. Cái đó xin thưa tôi là người dự rất nhiều chương trình, đã nhiều người dẫn chương trình vấp cái đó. Cái thứ tư, trong dẫn chương trình Phật giáo thì người dẫn chương trình Phật giáo, quý thầy trong ban văn hóa đã nêu, thầy Minh Nhẫn cũng đã nêu, nhưng phải thưa là đúng là chúng ta có nhiều sự tùy tiện, linh hoạt trong dẫn chương trình là rất hay. Bởi vì đó là một trong bốn tố chất và yêu cầu của người dẫn chương trình. Một là đầy đủ, hai là linh hoạt, ba là chân thành và bốn là nhiệt tình. Thì linh hoạt là rất cần, nhưng linh hoạt nó phải đặt trong ngữ cảnh, bối cảnh và trong cái điều kiện cho phép. Nhiều người linh hoạt nói nhiều thứ nó nằm bên ngoài và không phù hợp với chương trình. Cái này có rất nhiều, xin phép thôi không dẫn chứng. Thế thì từ những cái như thế, xin thưa quý thầy cô và những người nổi tiếng, để trở thành người dẫn chương trình chuẩn trong môi trường xã hội và môi trường Phật giáo bây giờ thì rất cần được học, được bồi dưỡng, được tập và trở thành những người nhuần nhuyễn trong thực hiện và dẫn chương trình. Điều đó hết sức quý. Và để làm được, rất mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, đặc biệt là Ban Văn hóa, nên có một bộ quy chuẩn, hay như ở ngoài nói là có cẩm nang về người dẫn chương trình trong các hoạt động Phật giáo. Cẩm nang đó quy định từ nội dung chương trình của các hoạt động khác nhau. Cẩm nang đó quy định từ việc giới thiệu thành phần, ai nên giới thiệu trước, ai giới thiệu sau, và giới thiệu tới đâu là vừa đủ. Một buổi sáng có 4 tiếng mà thường chỉ làm được khoảng 3 tiếng rưỡi, thì mình dẫn chương trình hết ngoài 30 phút, thời gian còn lại không nhiều. Và thậm chí trong dẫn chương trình cũng hết sức cụ thể. Để làm sao tất cả những cái đó trở thành những quy định chung, mỗi người thực hiện căn cứ vào đó, nếu thấy phù hợp thì y theo cuốn cẩm nang đó mà làm. Nếu cần vận dụng thì cũng trên tinh thần sáng tạo và điều kiện cho phép, chứ không nên để mỗi nơi, mỗi vùng, mỗi cơ sở thực hiện một cách khác nhau. Đó là cái mà tôi nghĩ là thông qua cái hoạt động của buổi tọa đàm hôm nay, chúng ta đặt ra điều đó. Để làm được điều đó, xin thưa quý vị, chắc chắn không phải dễ, bởi vì như Hòa Thượng Khế Trơn đã từng nói, khế lý là nhất, khế cơ tùy thuộc vào mỗi người, nhưng khế thời, khế xứ thì không giống nhau. Thành ra không phải nơi nào cũng có thể áp dụng được. Tuy nhiên nếu có cái quy định chung, ít nhất đó cũng trở thành văn bản và trở thành tính pháp lý của giáo hội, để mỗi người thực hiện sao cho có căn cứ, có cơ sở, đúng là điều rất tốt. Chưa phù hợp cũng không bị ném đá nhiều. Chính vì thế rất mong Ban Văn hóa, cơ quan chịu trách nhiệm chính cho giáo hội, càng sớm làm càng tốt. Và làm không phải dễ, tuy nhiên nếu quyết tâm làm sẽ xong. Bởi chúng ta cũng đã có 3-4 đề án chúng ta làm, mặc có pháp phục, xây dựng có xây dựng theo kiến trúc Phật giáo, và ngôn ngữ có ngôn ngữ Phật giáo chúng ta đang xây dựng. Thì bây giờ dẫn chương trình cũng là một trong những nội dung Ban Văn hóa như là một đề án hết sức quan trọng. Và để làm được điều đó, ngoài hội thảo này
cần tham khảo thêm nhiều ý kiến của các chuyên gia, các bậc tôn đức giáo phẩm và những người hiểu biết trong và ngoài giáo hội. Nếu có được điều đó, chắc chắn đó là điều hết sức quý trọng và cần thiết. Và chúng tôi cũng xin thưa, sắp về hưu rồi, nhưng nếu có, chúng tôi vẫn phải tiếp tục đọc cuốn cẩm nang đó để vận dụng trong cuộc sống của mình. Xin kính thưa quý vị, về dự hội thảo, những điều cần nói, Hòa Thượng Khế Trơn, Thượng tọa Minh Nhẫn đã nói, những điều chúng tôi nói chỉ là suy nghĩ nhỏ của chúng tôi, có thể đụng tới một số vị, đụng tới một số người, nhưng mong sao người nổi tiếng với tâm hoan hỷ của mình thì tha thứ cho những cái đụng đó. Hòa Thượng Khế Trơn thì nói rằng người thuyết pháp giống như người chủ nợ, còn tôi phát biểu thì không phải là chủ nợ, mà giống như các cụ xưa đã dạy, nhất nhật tương phùng vạn kiếp duyên. Có lẽ một vạn kiếp trước, ở một chỗ nào đó tôi cùng quý vị đã trả nợ, mà tôi chưa trả nợ xong, hôm nay tôi lại gánh nợ của mình, nhưng so với nợ với quý vị thì gánh của tôi nhẹ quá. Nếu không đủ trả, quý vị cũng hoan hỷ cho, còn kiếp sau tôi lại gánh tới trả tiếp. Trước khi dứt lời, năm cũ 2019 sắp qua, năm mới 2020, một năm đẹp của con số, của thời gian và đất trời đang về. Mong sao năm mới tốt lành sẽ đến với giáo hội, với tổ quốc chúng ta và với mọi người. Cầu cho khóa học, buổi hội thảo của chúng ta hôm nay thành công. Cầu sức khỏe đến với mọi người và chúc hạnh phúc an lạc cho cả xã hội. Xin cảm ơn quý vị.